Rồi, chào tất cả anh em nhé. Chào, xin chào, hello. Anh A Huy Cô Lương sau một thời gian vắng bóng vì bị gãy chân giữa. Bị gãy chân giữa hôm nay là bắt đầu lại ra lại sân xích đu vòng. Úi giời. Nay mặc quả bộ áo xanh như anh Việt nhá. Kinh chưa? Ngon luôn, hát thế nào? Bẻ lên bà. Hơi ngon đấy. Úi giời. Bay mạnh vào. Úi giời. Quá ngon. Ui, quay. Rồi, trượt rồi. Úi giời. Anh A Huy Cô Lương thì thân hình rất là thướt tha và uyển chuyển nhá. Đấy. Đấy, nhìn rất ngon, người cắm thùng rất ngon. Dây. Anh Sơn thì hôm nay chuyển qua mùi giấm rồi nhá, chứ không phải mùi hồng xiêm nữa nhá. Đấy, ấy bỏ cái lốp ấy, phi vào người và vào đấy là toi ấy. Úi giời, cố lên. Úi giời ơi. Tháng ông già mà yếu thế.